Để có tiền đầu tư bán hàng trên mạng, Võ Thị Tuyết lừa vay tiền của nạn nhân rồi chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Tuyết vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ cuối tháng 8 năm 2023, Võ Thị Tuyết trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành tham gia đầu tư bán hàng trên mạng và thua lỗ nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuyết đã đưa ra thông tin tới bị hại rằng bản thân cần vay tiền để đảo khế khoản vay của một số người quen sắp đến thời hạn trả nợ ngân hàng. Với thủ đoạn như trên, trong hai ngày 29 và 30 tháng 8, Võ Thị Tuyết đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 2,5 tỷ đồng của các nạn nhân. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An bắt giữ Võ Thị Tuyết về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Tuyết đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.